Hiện nhà mạng Vinaphone mới cho ra mắt một gói cước mới sử dụng trong một ngày. Bạn sẽ có 5GB data tốc độ cao và miễn phí gọi thoại. Và những ưu đãi hấp dẫn khác, vậy đó là gói cước nào? Thì các bạn hãy xem hết video này của mình để biết thông tin chi tiết và cách đăng ký nhé. Và hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Gói cước mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là gói cước SBO TV 10. Chỉ với 10.000 đồng cho một lần đăng ký, bạn sẽ sử dụng ngay cho mình 5GB data tốc độ cao. Đặc biệt hơn, bạn còn được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng có thời lượng dưới 20 phút và miễn phí 5 phút của nội mạng. Ngoài ra, bạn còn được miễn phí data khi truy cập ứng dụng chùm VTV cả trên MyTV và toàn bộ nội dung thể thao của MyTV. Thời gian sử dụng của gói cước là 24 giờ tính từ thời điểm đăng ký. Và để đăng ký gói cước, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp ON5 dấu cách SBO TV 10 gửi đến tổng đài 1543. Như các bạn đã thấy, đây là gói cước sử dụng trong một ngày vô cùng ưu đãi trong trường hợp bạn phải đi công tác, làm việc hay đi du lịch nơi mà không có kết nối của Wi-Fi, thì đây là một lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Và bây giờ mình cũng sẽ giới thiệu thêm đến các bạn một gói cước khác sử dụng trong 30 ngày, đó là gói cước BIC 90 của nhà mạng Vinaphone. Với cước phí là 90.000 đồng cho một lần đăng ký, bạn sẽ nhận được 30GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày. Mỗi ngày bạn sẽ có 1GB data để sử dụng. Để đăng ký gói cước, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp ON5 dấu cách BIC 90 gửi đến tổng đài 1543. Như vậy mình vừa giới thiệu đến các bạn gói cước sử dụng trong 1 ngày và gói cước sử dụng trong 30 ngày của nhà mạng Vinaphone. Ngoài ra, các bạn có thể tìm kiếm các gói cước khác tại phần mô tả bên dưới video hoặc truy cập tại website vinaphone.group. Tại đây, mình sẽ giới thiệu đến các bạn đầy đủ các gói cước 4G của nhà mạng Vinaphone. Các bạn hãy lựa chọn cho mình một gói cước phù hợp với nhu cầu của mình để đăng ký nhé. Và nếu các bạn có câu hỏi, thắc mắc cần hỗ trợ, thì hãy để lại tin nhắn trong phần bình luận, mình sẽ hỗ trợ giải đáp đến các bạn. Và như vậy, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.